Mỹ nhân tennis gặp tiếng sét ái tình, sắp cưới người đàn ông qua đường. Cựu vô địch Wimbledon sắp lên xe hoa làm đám cưới với người đàn ông qua đường. Garbin Muguruza, cựu tay vợt từng vô địch Wimbledon 2017. Roland Garros 2016 tuyên bố sẽ kết hôn với một người hâm mộ mà cô gặp trên phố rồi bén duyên trở thành người tình. Nữ tay vợt xinh đẹp Garbin gặp Arthur Boxer khi chàng người mẫu, chủ động xin chụp ảnh tự sướng trên đường phố Mỹ vào tháng 8 năm 2021. Thời điểm đang diễn ra US Open, Muguruza cho biết cuộc gặp làm thay đổi cuộc đời cô, khách sạn của tôi ở gần công viên trung tâm và tôi cảm thấy buồn chán nên ra ngoài đi dạo. Tôi ra ngoài và tình cờ gặp anh ấy trên phố. Đột nhiên, anh ấy quay lại và nói, chúc may mắn tại US Open. Tôi nghĩ thầm, oa, anh ấy thật đẹp trai. Muguruza choáng ngợp trước boxer cũng là điều dễ hiểu bởi anh này là một người mẫu tương đối nổi tiếng. 2 năm sau cuộc gặp gỡ tình cờ, boxer đã cầu hôn bạn gái Muguruza tại Marbella, Tây Ban Nha. Sau khi nói đồng ý, Muguruza thông báo với 881.000 người theo dõi trang cá nhân. Cô xúc động viết, cảm giác thật kỳ lạ. Tôi đã nghĩ đến điều gì đó và rồi khi anh ấy cầu hôn, tôi bắt đầu khóc. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi đã đồng ý trong nước mắt. Điều đó thật lãng mạn. Muguruza thi đấu cho Tây Ban Nha nhưng sinh ra Venezuela. Cô cho biết có sự đồng cảm với boxer, người chồng sắp cưới sinh sống ở Tây Ban Nha nhưng lớn lên tại Phần Lan. Cô đã nói, anh ấy là một sự pha trộn, giống như tôi. Tôi là một nửa người Venezuela và một nửa Tây Ban Nha, vì vậy chúng tôi hiểu nhau. Chúng tôi chia sẻ cảm giác là công dân của thế giới. Tay vợt người Tây Ban Nha từng vươn lên số 1 thế giới, tuy nhiên hiện tại tụt xuống hạng 168. Muguruza hiện đang tạm nghỉ thi đấu để dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè. Mỹ nhân 29 tuổi thổ lộ, dành thời gian cho gia đình và bạn bè, điều đó thực sự rất tốt cho sức khỏe và tinh thần. Vì vậy, tôi sẽ kéo dài khoảng thời gian này cho đến mùa hè. Do đó tôi bỏ qua mùa giải đất nện và Wimbledon. Quốc hội.